dạ vâng xin chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn như vậy là chúng ta cũng đã biết sự việc mà phi nhung đã ra đi một cách đột ngột như vậy đến hôm nay tất cả những dư luận và tất cả những đồn đoán trong xã hội khiến cho nhiều người cũng không khỏi bàn hoàng và xót thương tiễn đưa phi nhung về thế giới bên kia bên cạnh không ít hàng triệu triệu trái tim từ trong ngoài nước đã một lòng hướng về phi nhung và luôn cầu nguyện cho cô ấy nơi chính suối, được một giấc ngủ ngàn thu yên bình và không còn vướng bận trên trần đời nữa. Qua tất cả các bài viết cũng như tất cả các trang thông tin truyền thông đã đồng loạt đưa tin ca ngợi về người phụ nữ Việt Nam nhân hậu, đoan trang, nét na, hiền diệu và thủy chung. Bên cạnh đó, không những tờ báo và các tập tin trong nước cũng đồng loạt đưa lên để ca ngợi người phụ nữ việt nam với những nét truyền thống mà phi nhung đã có được mà còn đồng loạt tất cả các tờ báo nước ngoài điển hình là báo hàn quốc và báo trung quốc cũng đã đưa tin ca ngợi về người phụ nữ việt nam điển hình là phi nhung là một mẫu người phụ nữ nhân hậu với đầy đủ tất cả các đức tính mà thượng đế trời đất đã ban tặng cho người phụ nữ với nhiều đức độ đoan chính trung hậu và chung thủy. Và sau khi sự ra đi của Phi Nhung để lại không ít nỗi bàng hoàng tiếc thương cho hàng triệu con tim của khán giả luôn được cầu nguyện cho Phi Nhung được bình an nơi suối vàng, thì có một số thành phần và một số người cũng đã vì ganh tị sự nổi tiếng của Phi Nhung cũng vì ganh tự lòng ưu ái của hàng triệu khán giả khi đồng loạt hướng về Phi Nhung nhưng đâu đó vẫn còn một số vài người nổi tiếng trong suốt cái đời drama 6 tháng qua nhưng được ít ít các báo đài ca ngợi và được ít người ca ngợi về người phụ nữ này nhưng ngược lại lại vạch trần cái bẩn thiểu cái dơ giấy và cái đê hàng của một người đàn bà mang tên Nguyễn Phương Hằng này Thưa quý vị và các bạn, sau khi nghe tin Phi Nhung ra đi ở tuổi 51 thì bà CEO cuồng cuồng cũng tuổi đời 51 này lại không được nhiều người tán phục, không được nhiều người ca ngợi và với lòng ích kỷ, ghen tung nhỏ nhoi của mình, bà lại dùng những lời thoá mà xúc phạm đến Phi Nhung. Bên cạnh đó còn lên tiếng khẳng định rằng tất cả những người trong cộng đồng mạng là mê muội là u mê về sự cổ xí này. Bà cho rằng Phi Nhung ra đây có gì mà ghê gớm như vậy, chỉ là một người ca sĩ bình thường thì có gì mà cả thế giới phải rần rần lên, phải xôn xao phải tiếc thương cho Phi Nhung như vậy, ra đây là sự trả giá của cuộc đời. Đó là suy nghĩ bẩn bựa của một người đàn bà đê hèn thấp kém trong xã hội này đang được rất nhiều người lên án. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì bà lại còn tự hào ca ngợi rằng bà được một bài báo của Trung Quốc viết và ca ngợi bà và muốn mời bà làm một đại sứ cho nước nhà. Muốn mời bà làm một đại sứ, một thiên sứ cho... Uhm, đại diện cho người phụ nữ Việt Nam để uh, qua Trung Quốc mà để giáo huấn, để truyền bá những cái uh, văn hóa vô bổ, vô đối mà người đời cho rằng là người phụ nữ bẩn bừa, đê hèn và mất dạy nhất trên xã hội này. Bà có thể uh, đại diện cho một võ tắc thiên thứ hai tái thế trên xã hội này để hiện diện trong đất nước Việt Nam này. Và bà còn khoe rằng báo chí Trung Quốc và tất cả các đài truyền thông Trung Quốc à, muốn mời bà sang làm những cuộc truyền thông để truyền bá những cái văn hóa, những cái đạo đức ở Việt Nam và tất cả những điều mà báo chí đều hương lung hướng về bà. Thì thực sự đây là một cái ảo quyền về bà Nguyễn Phương Hằng này. Chúng ta cũng đã biết bà trong cái bản tính và cái bản chất bà đã bộc lộ trong suốt 7 tháng qua tất cả sự hiện diện về đức độ của người đàn bà người phụ nữ Việt Nam không có ở người đàn bà này nhưng những cái bẩn thiểu những cái thối tha những cái mà chúng ta cần vùi dập và cần chà đạp đi thì những bản chất đấy thuộc về bà Phương Hằng và bà lại tự ca ngợi cổ sướng và tự cho mình rằng là một người nổi tiếng cho nên mới được người Trung Quốc mời sang để làm đại sứ của người phụ nữ Việt Nam. Thì thật sự đây là một điều ảo tưởng danh vọng một cách bẩn thiểu, mồ quán mà không biết rằng bà chính hiện nay là cái rác bẩn live stream trên xã hội và đang được cộng đồng mạng cũng như hàng triệu triệu người trên thế giới tẩy chay và đưa bà vào trong một hố rác. Thưa quý vị và qua bài viết hôm nay thì chúng ta có thể nhận nhìn rằng rõ ràng bà Phương Hằng này với một lòng ích kỷ đố kỵ khi nghĩ rằng à, không hiểu sao sự ra đi của phi nhung lại được nhiều khán giả xót thương mà chị lại còn được báo hàn quốc và trung quốc viết về một cách trân trọng tôn vinh như thế một con người đạo đức tốt nhân phẩm quý giá như phi nhung đáng phải được trân trọng đáng phải được ca ngợi về những nhân phẩm đức hậu đức độ của người phụ nữ việt nam và đó cũng là cái nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam mà trời đã ban tặng dành cho Phi Nhung. Nhưng ngược lại bà Phương Hằng với lòng ganh tị và đố kỵ, bà lại cho rằng Phi Nhung cũng là một người ca sĩ bình thường, cũng là một người bình thường như tôi. Cô có ra đi thì cũng là điều hiển nhiên trong cuộc đời này. Có gì mà ghê gớm, có gì mà phải la làng lên như vậy. Đó là suy nghĩ bẩn bựa của bà Phương Hằng và báo Hàn Quốc viết về cuộc đời cơ cực của Phi Nhung. Một tờ seo in đã có bài viết thương tiếc cho Phi Nhung và đề cập đến cuộc sống của cô trước khi cô ra đi vì, vì mắc Covid. Vào ngày 30 tháng 9, thì tờ báo Seoul Sinmum Naureo Naureo đã đưa tin Phi Nhung qua đời sau hơn một tháng điều trị Covid và tờ báo Hàn Quốc cũng gọi cô nữ ca sĩ nổi tiếng hàng đầu và sự ra đi của dòng ca bông điên điển được cả nước Việt Nam thương tiếc. Dòng ca được cả nước yêu mến, cô ấy đã nhận nuôi 23 trẻ em mồ côi, chăm sóc người nghèo khó khăn và sống cuộc đời khiến người dân cả nước phải thương mến. Tờ báo Hàn Quốc viết vậy và trang báo viết thêm rằng khi covid-19 lan rộng, Phi Nhung đã đi đầu trong các hoạt động từ thiện như gây quỹ vắc xin, gửi thực phẩm cho người nghèo, mặc dù nguồn lây nhiễm bệnh cho cô vẫn chưa được xác định, nhưng đáng tiếc là có lẽ nữ ca sĩ đã bị mắc covid trong quá trình đi làm hành thiện của mình. Báo truyền thông Hàn Quốc cũng khen ngợi tấm lòng nhân ái của ca sĩ Phi Nhung khi biết cô nhận nuôi 23 trẻ em mồ côi. Báo Hàn Quốc cũng dành nhiều lời khen cho Phi Nhung cũng như cuộc đời làm nghệ thuật và thiền nguyện của cô. Dù sống trong cuộc đời quy hoàng với nghề ca sĩ, nhưng quá khứ của Phi Nhung không hề dễ dàng. Tờ Seoul Sinmun nhận xét rằng Phi Nhung sinh năm 1970. Phi Nhung có mẹ là người Việt Nam và cô đã từng sống trong chùa sau ngày chuyển về sống với bà ngoại. Năm lên 8 tuổi khi mẹ tái hôn thì Phi Nhung mới bắt đầu sống với mẹ. Bài viết chia sẻ thêm thông tin về Phi Nhung với khán giả Hàn cho biết dòng ca 51 tuổi này chỉ sống với mẹ được 2 năm, sau đó mẹ cô cũng qua đời và truyền thông Hàn Quốc cũng cảm động trước việc Phi Nhung chịu trách nhiệm gánh vác cuộc sống thường ngày cho năm người em cùng mẹ khác cha của mình. Tờ Son Seo cũng viết thêm rằng 10 tuổi Phi Nhung đã kiếm tiền bằng nghề bán ngô, sau đó cô sang Mỹ sống khi mới 19 tuổi. Và tại đất nước Mỹ, cô đã làm đủ nghề để kiếm sống cho đến khi tình cờ gặp một ca sĩ gốc Việt và được tạo điều kiện để thực hiện quá ước mơ ca hát của mình. Ngoài bài báo Hàn Quốc thì có 163 tờ báo của Trung Quốc cũng đưa tin về sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung. Trang tin Trung Quốc nhấn mạnh rằng Phi Nhung từng được gọi là nữ hoàng băng đĩa thành công ở cả thị trường hải ngoại và trong nước Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn với sự nổi tiếng và sự miệt mài lao động vì nghệ thuật vì cống hiến cho cuộc đời nghệ thuật của mình Phi Nhung đã làm hết trách nhiệm của mình và làm tròn khả năng của mình với sứ mệnh mà trời đất đã ban cho cô. Nhưng sự ra đi bất ngờ của cô khiến cho cô không khỏi trang trở khi những giọt nước mắt của cô thường lăn dài trên khuôn mặt của cô trong suốt thời gian cô nằm viện. Đây là một điều trang trở mà có thể khiến cho chúng ta bàng hoàng khi nghĩ về sự Trăn trở của Phi Nhung còn rất nhiều gánh nặng trên tràn đời mà cô chưa lo hết. Đó là một người con gái của cô chưa thành gia thất và 23 người con nuôi của cô chưa đầy đủ để trưởng thành. Nhưng với những trăn trở này thì đồng loạt tất cả các đơn vị cá nhân tập thể cũng đứng ra chịu trách nhiệm để bảo trợ và Tiếp bước Phi Nhung lo lắng 23 người con nuôi này trở nên người và thành công để giúp ích cho xã hội. Đây là một điều mà chúng ta có thể đáng trân quý. Và đồng loạt trong mấy hôm nay rất nhiều bài báo ca ngợi về tấm lòng của các đơn vị tổ chức cá nhân này. Điển hình và đại diện là một vị đại gia mang tên là Hoàng Kiều cũng chịu trách nhiệm đứng ra bảo lãnh 23 trẻ em cơ nhở của Phi Nhung về chăm lo và ông hứa sẽ đưa sang Mỹ để tạo điều kiện cho các cháu học hành đến nơi đến chốn. Thưa quý vị và các bạn, đồng cảm với sự ra đi và sự mất mát to lớn đối với gia đình Phi Nhung để lại một nỗi đau quá khôn nguôi mà khiến cho hàng triệu người phải thương tiếc ngậm ngùi, phải rơi lệ trước sự ra đi ngỡ ngàng như thế này. Phi Nhung là một người phụ nữ của Việt Nam mẫu mực đoan chính là người phụ nữ đại diện cho hàng triệu triệu người phụ nữ có tấm lòng bao dung nhân hậu vị tha và chung thủy và người phụ nữ mang tên Phi Nhung này được rất nhiều người ưu ái và ca ngợi thì ngược lại với những sự nổi tiếng của Phi Nhung thì có nhiều người đàn bà cũng lại ganh ghét cũng lại à, suy nghĩ rằng mình cũng là một người phụ nữ nổi tiếng tài ba và giàu có nhưng lại không được nhiều người ca ngợi và cổ xí khi khiến cho hàng triệu triệu giọt nước mắt phải tuôn rơi lúc lìa trần như vậy và bà này là nguyễn phương hằng đã ganh tị và bà đã thể hiện một bản chất cam à, xấu xa của mình khi à, mỉa mai và nhắm thẳng vào Phi Nhung với những lời công kích miệt thị một cách tệ hại khiến cho hàng triệu người phải ngán ngẩm và không thấu hiểu nổi của một người đàn bà độc ác như thế này. Thưa quý vị và các bạn thì như quý vị và các bạn cũng đã biết bà Phương Hằng nghĩ Phi Nhung đối với bà Hằng là một cái gai trong mắt nên lúc nào bà cũng cho rằng những lời xót thương của Phi Nhung đối với cộng đồng đối với bà là một sự ganh tức là một sự là một điều mà bà có thể cho rằng là một điều chướng tai gai mắt cho nên lúc nào bà cũng hằng học bà có một cái suy nghĩ rất tệ hại và những suy nghĩ bản thiểu của bà Hằng hiện tại đã được rất nhiều người trong cộng đồng mạng lên tiếng và cảnh báo về hình thức mất nhân đạo và mất nhân phẩm đạo đức của người phụ nữ Việt Nam. Bà đã làm mất đi cái hình ảnh đẹp, mà hình tượng đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Bà đã bôi nhọ cái nhân phẩm và danh giá và giá trị đạo đức của người Việt Nam. Qua các cuộc live stream thì bà lại đứng lên một lần nữa. Bà tự cổ xí biện minh cho những cái văn hóa vô bổ bẩn thiểu của mình. Nhưng bà lại phủ nhận những tấm lòng bao dung đức độ cao cả như Phi Nhung. Thưa quý vị và các bạn, đó là thông tin bài viết mình cập nhật về nội dung lý do và nguyên nhân tại sao bà Phương Hằng lại ganh tị và ganh ghét đối với Phi Nhung như vậy. Và đây cũng là lý do để cộng đồng chúng ta nhận xét và đánh giá về cái đạo đức bẩn bựa, thấp kém và hèn hạ của bà Phương Hằng đã diễn ra trong suốt 6 tháng qua và đến đây mình xin kết thúc video xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành nhiều thời gian xem video của mình mến chúc quý vị và các bạn một ngày bình an và hạnh phúc mình xin chào thân ái ạ à.